Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Séc, tướng Alexander cho biết sau chiến thắng ở Ukraine, Nga sẽ đưa ra các điều khoản hòa bình. Cựu quân nhân Alexander nói, từ lâu, tôi thấy kỳ lạ khi ông Zelensky và phương Tây đang nói rằng chính Ukraine sẽ quyết định các điều kiện của thế giới. Bạn đã bao giờ thấy bên thua cuộc đưa ra các điều khoản chưa? Ông ấy sẽ ra lệnh cho người chiến thắng, và thật không may, đây là Nga. Chúng ta đừng tự lừa dối mình là người sẽ đưa ra các điều kiện. Theo tướng Sander, phương Tây từ lâu đã tự lừa dối mình rằng Kiev có thể đạt được bất kỳ chiến thắng nào trong cuộc xung đột với Nga. Vào ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu ra các điều kiện tiên quyết sau đây để giải quyết xung đột Ukraine. Rút hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Zaporozhye và Kherson. Công nhận thực tế lãnh thổ được ghi trong Hiến pháp Nga. Tình trạng trung lập, không liên kết, không có hạt nhân của Ukraine. Phi quân sự hóa và phi quân sự hóa nó. Đảm bảo quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga. Dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống Nga. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Dialogue Works rằng Nga sẽ nắm toàn quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Zaporozhye và Kherson. Cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter nói, Nga sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giành lại quyền kiểm soát. Cách duy nhất để ngăn chặn điều này là đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng hiện tại tôi không thấy Nga bị đánh bại. Chuyên gia lưu ý rằng Moscow sẽ đạt được mục tiêu của mình trong mọi trường hợp, vì vậy người Ukraine sẽ phải rời khỏi lãnh thổ các khu vực mới của Nga. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ, ngoài hai mặt trận lớn Donetsk, Zaporizhia, Nga gần đây đang tấn công vào những khu vực khác và đạt được một số thành quả về mặt chiến thuật. Điều này dường như nhằm mục đích lập hàng rào phòng thủ ngăn Ukraine tiếp cận Donetsk. Trong ngày 12 và 13 tháng 10, cả Nga và Ukraine đều đưa tin rằng các đơn vị Moscow đã phát động thêm một đợt tấn công vào vùng Nevane nằm ở phía tây nam Velikanovostika và chọc thủng hàng phòng thủ của Ukraine tại đây. Các phóng viên quân sự Nga tuyên bố quân đội nước này đã chiếm được Levane và đang tiến về vùng ngoại ô phía nam của Novodarivka, mặc dù ISW không tìm thấy bằng chứng xác nhận những tuyên bố này của Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia kết luận rằng những thành quả chiến thuật này không phải là kết quả của bước đột phá bất ngờ từ phía Nga. Theo ISW, Nga hoạt động ngày càng tích cực trong một khu vực trước đây vốn luôn yên tĩnh, tiêu biểu như Torez hay mặt trận phía tây của vùng Zaporizhia. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự cho đến nay vẫn còn hạn chế và chỉ dẫn đến những thành công nhỏ về mặt chiến thuật. Các nhà phân tích tin rằng lực lượng Nga có thể tiếp tục các hoạt động ở các tiền tuyến yên tĩnh hơn ở miền nam Ukraine vì một số mục đích, bao gồm đánh lạc hướng sự chú ý của lực lượng vũ trang Kiev khỏi các hoạt động tấn công ưu tiên của Nga ở vùng Donetsk, kìm chân lực lượng đối phương dọc theo mặt trận ở miền nam Ukraine và ngăn chặn quân đội Ukraine tái triển khai đến vùng Donetsk. Theo tờ báo Washington Post của Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong các cuộc đàm phán với Nga do vị thế suy yếu của Ukraine. Washington Post dẫn nguồn tin riêng cho biết, các nhà ngoại giao phương Tây ở Kiev nhận thấy rằng Tổng thống Zelensky đã trở nên cởi mở hơn trong việc bắt đầu đàm phán với Moscow, bất chấp thực tế là các lực lượng Nga chiếm hơn 20% lãnh thổ Ukraine và khó có khả năng nhượng lại bất kỳ vùng đất nào dưới sự kiểm soát của họ. Ông Zelensky khẳng định điều đó là đúng và quan trọng là chấm dứt giao tranh theo các điều kiện của Ukraine. Nhưng vị thế của họ đã suy yếu trong năm qua khi Nga giành được lợi thế trên chiến trường, đặc biệt là ở khu vực phía đông của khu vực Donetsk. Nhà quan sát ghi nhận sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk, mục tiêu là rút quân Nga khỏi miền đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà phân tích phương Tây dự đoán người Ukraine sẽ mất lãnh thổ thậm chí còn lớn hơn. Ngày 11 tháng 10, tờ Corriere della Sera đưa tin rằng Tổng thống Zelensky sẵn sàng ngừng bắn dọc chiến tuyến sau khi nhận được sự bảo đảm từ các nước phương Tây. Tạp chí Đức Der Spiegel trích lời một quan chức cấp cao Ukraine, khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để giải quyết xung đột đang được xem xét nghiêm túc lần đầu tiên ở Ukraine. Quan chức cấp cao Ukraine nói với tạp chí Der Spiegel với điều kiện giấu tên,
Chúng tôi từng nghĩ rằng chiến thắng sẽ là sự đầu hàng vô điều kiện của Nga. Nhưng mà không có nhượng bộ, điều này sẽ không thể thực hiện được. Thỏa thuận cũng phải có lợi cho Nga. Theo quan chức Ukraine, bất kể kết quả bầu cử của Mỹ như thế nào, người Mỹ sẽ dần dần nhưng chắc chắn giảm sự ủng hộ của họ đối với Ukraine. Tạp chí Đức Der Spiegel lưu ý dự báo này thật đáng thất vọng. Ông cũng chỉ ra sự suy giảm tinh thần trong quân đội Ukraine và sự chia rẽ trong xã hội. Tiền lượng rất xấu, tinh thần của một số quân nhân thật đáng lo ngại. Trên thực tế, mọi người không muốn chiến đấu nữa. Sự bất công của chiến tranh có thể khiến xã hội tan rã, ông cảnh báo. Đầu tuần qua, tờ Financial Times của Anh đưa tin rằng chính quyền Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán kín về việc bàn giao một phần lãnh thổ của Ukraine để đổi lấy tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo Financial Times, Kiev bắt đầu xem xét các phương án thay thế để chấm dứt xung đột trong bối cảnh thiếu sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh và nguồn lực, đồng thời nhận ra rằng không thể quay lại biên giới năm 1991. Tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã công bố các điều kiện để bắt đầu đàm phán về Ukraine. Trong số đó có việc chế độ Kiev từ chối gia nhập NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng để giải quyết xung đột một cách hòa bình, Ukraine cần có một vị thế trung lập, không liên kết, không có hạt nhân như một nước Cộng hòa hậu Xô Viết. Ông Putin đã nêu ra các điều kiện tiên quyết sau đây để giải quyết xung đột Ukraine. Rút hoàn toàn lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Kherson, Zaporozhye và công nhận thực tế lãnh thổ được ghi trong Hiến pháp Nga, duy trì tình trạng trung lập, không liên kết, không có hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi quân sự hóa nó, đảm bảo quyền, tự do và lợi ích của công dân nói tiếng Nga, dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt chống Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thăm Berlin và gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz để thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Ông nói rằng Ukraine muốn chấm dứt xung đột chậm nhất là vào năm sau, năm 2025. Tại Berlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc thực hiện hóa thỏa thuận an ninh Ukraine-Đức trong năm tới, về công việc được các liên doanh sửa chữa xe bọc thép tại Ukraine thực hiện và về việc triển khai sản xuất vũ khí chung. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, ông Zelensky cũng đã mời ông Scholz, ông xem xét tài trợ cho việc sản xuất xe tầm xa của Ukraine. Điều quan trọng đối với chúng tôi là viện trợ không giảm trong năm tới, ông Zelensky nói với ông Scholz trong họp báo ở Berlin. Hai người gặp nhau lần thứ tư trong năm nay và ông Zelensky gọi đây là một trong những cuộc gặp quan trọng nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổng thống Ukraine cho biết, chúng tôi muốn chấm dứt xung đột chậm nhất là vào năm sau, 2025, và đảm bảo rằng hành động của Nga sẽ không tái diễn. Kế hoạch này là cầu nối để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình hiệu quả, thực sự sẽ chấm dứt xung đột. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng kế hoạch này không thể thay thế sáng kiến hòa bình của Ukraine mà củng cố vị thế của Ukraine trong việc đưa hòa bình đến gần hơn. Ông tóm tắt rằng, chúng tôi có thể thực hiện điều này thông qua sự hợp tác với tất cả các đối tác và chúng tôi tin tưởng vào sự hỗ trợ của Đức. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 11 tháng 10 đã công bố gói viện trợ trị giá 1,7 tỷ euro, tương đương với 1,53 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine đến cuối năm 2024 và nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng đó là tín hiệu gửi tới Nga về việc phương Tây sẽ không ngừng hỗ trợ Kiev. Khoản viện trợ này sẽ được cung cấp chung với các nước đối tác như Bỉ, Đan Mạch và Na Uy và bao gồm thêm lực lượng phòng không, xe tăng, máy bay không người lái chiến đấu và pháo binh. Ông Scholz nói rằng đó là thông điệp rõ ràng gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Câu giờ sẽ không có tác dụng, chúng tôi sẽ không ngừng ủng hộ Ukraine. Chuyến đi của ông Zelensky đã bị cản trở bởi việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh lớn của các nhà lãnh đạo đồng minh tại Ramstein, Đức, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng này, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hoãn chuyến thăm để tập trung vào cơn bão Milton. Chuyến đi diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Kiev đang cố gắng tạo đà trên chiến trường trước Mỹ. Cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 và mùa đông sẽ diễn ra dưới một hoạt động đình công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Sau khi trình bày kế hoạch chiến thắng ở Mỹ, Tổng thống Zelensky tiếp tục gặp các đồng minh ở châu Âu và đã tới Ý, Anh, Pháp để giới thiệu kế hoạch này nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời thúc ép việc sử dụng vũ khí tầm xa để có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các chi tiết về kế hoạch của ông chưa được tiết lộ công khai và các quan chức Mỹ đã mô tả đây là một yêu cầu đóng gói lại để có thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế sử dụng tên lửa tầm xa. Theo báo chí Mỹ,
các quan chức nước này không mấy ấn tượng về kế hoạch và cho rằng ông Zelensky không có một chiến lược tổng thể để giành thắng lợi trong cuộc xung đột. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cũng cho biết dường như không có gì đặc biệt mới trong kế hoạch chiến thắng. Nó tập trung vào việc Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO và tăng đáng kể nguồn cung cấp vũ khí, bao gồm cả tên lửa tầm xa có thể tấn công các mục tiêu xuyên biên giới để Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình hơn. Đức là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine, nhưng ông Scholz đã ngần ngại trang bị cho Ukraine tên lửa tầm xa Taurus và không đề cập đến chúng trong nhận xét của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào thứ Sáu, một cuộc gặp gỡ quan trọng khi xét đến vai trò liên tục của Tehran trong việc cung cấp vũ khí để hỗ trợ cho các nỗ lực giao tranh của Moscow tại Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, cùng với những lo ngại về các cuộc đối đầu gia tăng giữa Iran và các lực lượng ủy nhiệm quân sự của nước này. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc hội đàm bên lề một diễn đàn quốc tế tại Ashgabat, Turkmenistan, nơi họ thảo luận về những diễn biến đang diễn ra ở Trung Đông. Moscow và Tehran đã ký một thỏa thuận trị giá 1,7 tỷ đô la để Iran cung cấp máy bay không người lái nhằm tăng cường các nỗ lực quân sự của Nga. Các quan chức Mỹ cũng tin rằng Iran đã chuyển giao tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga như một phần trong hợp tác quốc phòng ngày càng tăng của họ. Anis Sibasiri Tabrizi, nhà phân tích cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Chatham House của Anh nhận xét, kể từ khi xung đột Ukraine xảy ra, hai nước đã bình đẳng hơn về mặt cả hai đều cần nhau và dựa vào nhau về các vấn đề cụ thể. Tôi cho rằng điều đó được Iran coi là có lợi. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, nhà cải cách đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Iran vào tháng 7, đã nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Nga để chống lại các lệnh trừng phạt tàn khốc của phương Tây. Trong một cuộc họp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Tehran vào tuần trước, nhà lãnh đạo Iran đã kêu gọi đẩy nhanh các dự án chung, trong khi đó Nga bày tỏ sự quan tâm đến việc mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế, cũng như đa dạng hóa thương mại song phương với Iran. Tuần này, Giám đốc MI5 Ken McCallum cáo buộc Nga và Iran về sự gia tăng đáng kinh ngạc các nỗ lực ám sát, phá hoại và các hoạt động tội phạm khác trong Vương quốc Anh. McCallum tiết lộ, kể từ năm 2022, tình báo và cảnh sát Anh đã ngăn chặn 20 âm mưu có khả năng gây tử vong liên quan đến Iran. Ông cũng cảnh báo rằng nếu căng thẳng ở Trung Đông gia tăng, Iran có thể mở rộng mục tiêu của mình ở Vương quốc Anh. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong cuộc gặp, ông Putin nhận xét rằng Moscow và Tehran thường có quan điểm tương đồng về các vấn đề toàn cầu. Ông Putin đã gửi lời mời ông Pezeshkian đến thăm Nga và ông Pezeshkian đã chấp nhận. Trong một video do Điện Kremlin cung cấp, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi thành lập một trật tự thế giới mới, bao gồm các đồng minh của Moscow để thách thức ảnh hưởng của phương Tây. Diễn đàn đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà lãnh đạo khu vực, bao gồm Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari, cùng với nguyên thủ các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Trong diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào về giải pháp hòa bình ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết khi bình luận về phát biểu của đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai, tôi không theo dõi thông tin được các đại diện Ukraine ở nhiều cấp đưa ra định kỳ, chúng tôi không quan tâm đến điều này. Theo Bộ trưởng Lavrov, phía Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc nào nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng một giải pháp thực sự cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, chứ không phải bằng lời nói của các chính trị gia. Ông Lavrov cũng bày tỏ sự hoài nghi về thông tin được công bố về một thỏa thuận tiềm năng trên các phương tiện truyền thông phương Tây, gọi những thông tin như vậy là lừa bịp. Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng phía Ukraine dường như không có kế hoạch thực sự để khôi phục hòa bình. Đây là một quan điểm mà các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh trong những tháng qua. Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bortnikov, Mỹ và Anh cũng đóng vai trò là những trở ngại lớn trong quá trình này khi họ không ngừng hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự và chính trị. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!